Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Con bò sữa. Có một con bò sữa tên là Bella sống ở một trang trại nhỏ, cùng với những người bạn bò khác. Bella là một con bò hạnh phúc và yêu đời. Mỗi ngày, Bella thức dậy sớm và đi vào chuồng sữa để bắt đầu ngày mới. Cô thích cảm giác của tay chăn nuôi rùa nhẹ nhàng và những tiếng nói tôi đềm khi họ nói chuyện với nhau. Bella cũng thích các bạn bò khác xung quanh, cùng nhau chơi đùa trên cỏ đồng trong suốt ngày. Tuy nhiên, Bella luôn cảm thấy một điều kỳ lạ. Mỗi khi cô đến chuồng sữa, cô luôn tìm thấy một tấm kính lớn đặt gần đó. Bella chưa từng hiểu ý nghĩa của nó và tại sao nó lại ở đó. Cô thường hỏi, tại sao phải có cái khung này? Một ngày nọ, Bella quyết định hỏi người chăn nuôi về cái khung. Người chăn nuôi trả lời, Bella ơi, cái cột này mang ý nghĩa đặc biệt. Nó giúp bạn nhìn thấy chính mình từ một góc nhìn khác. Nó là một cách để bạn nhìn thấy sự đẹp đẽ của mình và nhận ra tiềm năng bên trong. Bella cảm thấy rất tò mò và thú vị. Cô nhìn vào gương và bắt đầu nhìn hình ảnh phản chiếu lại được tìm thấy của mình. Nhìn đôi mắt đến hình tròn và bộ lông mềm mại của mình, Bella bắt đầu nhận ra rằng cô là một con bò đẹp. Từ đó, Bella bắt đầu tự tin hơn. Cô không còn so sánh mình với những con bò khác và không cảm thấy tự ti nữa. Bella nhận ra rằng mỗi con bò đều đặc biệt và có giá trị riêng. Bella không dừng lại ở việc tự tin về ngoại hình, cô vẫn nhìn thấy những tiềm năng bên trong mình. Cô nhận ra rằng cô có thể đóng góp cho cộng đồng bằng cách cung cấp sữa thơm ngon cho mọi người. Bella bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn để đảm bảo chất lượng của sữa mà cô cung cấp. Thời gian trôi qua, Bella trở thành con bò sữa nổi tiếng trên trang trại. Mọi người đều biết về sữa ngon và tính cách tốt của Bella. Cô trở thành nguồn cảm hứng cho những con bò khác, kích động chúng để tìm thấy giá trị bên trong mình. Câu chuyện về Bella con bò sữa nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi cần tự tin và nhìn thấy giá trị bên trong chúng tôi. Mỗi người đều đặc biệt và có khả năng đóng góp riêng. Hãy tin tưởng vào bản thân và khám phá tiềm năng của mình để làm thế giới trở nên đẹp hơn. Câu chuyện đến đây là hết. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.